Liêm xin kính chào bà con và quý khán giả đang đến với chương trình Thời tiết và Nông vụ nửa cuối tháng 6 năm 2021. Hai tuần vừa qua tại khu vực miền Nam đã đón nhiều trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Choi Quan. Điều này đã ảnh hưởng không ít đến các trà lúa đang thu hoạch tại khu vực Hậu Giang và Cần Thơ, gây nhận giống dồn giống trên các trà lúa mới gieo xạ. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, những ngày nắng đẹp đã đến, thì bà con chúng ta hãy tranh thủ thu hoạch lúa cũng như là thực hiện các thao tác phun xịt cho các trà lúa nhỏ hơn nhé. Quay lại những thông tin thời tiết những ngày sắp tới, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thì gió mùa Tây Nam vẫn có xu hướng mạnh lên trong 7 ngày tới. Điều này có nghĩa là mưa vẫn sẽ tiếp tục tăng, tập trung vào lúc gần chiều và tối. Đôi khi có mưa vào lúc gần sáng kèm theo dông lốc và gió giật, phổ biến ở các tỉnh miền Nam như là bán đảo Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang và An Giang. Và theo dự báo mới nhất thì trong tháng 6 này sẽ có thể là không xuất hiện hạn bà chân cục bộ như những thông tin dự báo trước đó. Bà con cần lưu ý sắp xếp lại lịch canh tác cho phù hợp nhé. Thưa bà con, điều kiện thời tiết sáng nắng chiều mưa trong thời gian tới khiến cho ẩm độ không khí luôn giữ ở mức cao từ 85-90%. Điều này đã tạo điều kiện cho nhiều loại dịch hại phát sinh trên cây trồng. Và ảnh hưởng nhiều nhất là các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh làm đồng đến rổ chính. Dễ thấy bệnh đạo ôn xuất hiện gần như là toàn bộ ruộng lúa với những biểu hiện từ trên lá đến trên hạt. Nặng nhất là giống OM18 vừa được báo cáo là giống nhiễm đạo ôn nặng hơn các giống khác. Và con nên tranh thủ đợt nắng để phun trị đạo ôn cho ruộng lúa nhà mình nhé. Một đối tượng ít được đề cập trong sách vở nay bỗng nhiên hiện hữu trên các ruộng lúa, đó chính là bệnh thối bẹ lá cờ. Bệnh nặng thì bông lúa bị thối không trổ lên được, bệnh nhẹ thì bông lúa vẫn sẽ trổ lên nhưng sẽ có những mảng lớn lúa bị chết trùng với vị trí nám bẹ bên dưới. Những thông tin về đối tượng này sẽ được chúng tôi tổng hợp và chuyển đến bà con trong thời gian sắp tới. Đối với các trà lúa giai đoạn trổ, khả năng cao sẽ trổ ngay mưa gây thiệt hại về năng suất do quá trình thụ phấn của hạt lúa không được thuận lợi. Và để hạn chế điều này thì trong giai đoạn lúa làm đồng và trổ lại sẹt, bà con mình hãy nhớ bổ sung chất điều hòa sinh trưởng Brassinosteroid 14 Hydroxylase có trong Supercat để tăng cường sức sống dị được trong giai đoạn mưa bão này nhé. Thêm một đối tượng cần cảnh báo đó chính là đợt sâu cuốn lá gây hại nặng nề trên các chân ruộng giai đoạn đã nhánh. Khi đánh giá tập quán gây hại thì ban biên tập đã phát hiện chúng thuộc nhóm sâu xếp lá khó trị hơn nhóm sâu cuốn lá thông thường. Hiện nay thì chúng đã ăn trắng cả cánh đồng, thậm chí là bà con mình không còn mạ để chăm lại. Đối với tình trạng kháng thuốc của sâu hiện nay thì Tú Liêm xin khuyến cáo bà con nên chủ động phun xịt bằng giải pháp hoạt chất mới mà sâu chưa kháng. Có thể áp dụng kết hợp giữa Loxi 265SC với thấm sâu 30 giây để quản lý triệt để đối tượng này, bảo vệ số chồi trên diện tích trong giai đoạn sớm này nhé. Tiếp tục chương trình thời tiết và nông vụ kỳ này sẽ là những thông tin về cây ăn trái. Các vườn sầu riêng giai đoạn phục hồi sau thu hoạch nên tranh thủ cắt tỉa cành sớm, quản lý cỏ dại để tạo độ thông thoáng cho vườn, tránh để cho ẩm độ vườn quá cao tạo điều kiện cho nấm Phytophthora gây ra bệnh nứt thân xì mũ. Và trong giai đoạn phục hồi thì nên bổ sung hữu cơ kết hợp với nấm Trichoderma, vừa giúp cho đất tơi xốp, vừa phục hồi rễ, vừa quản lý được nấm bệnh tồn tại trong đất. Các vườn cây giai đoạn kiến thiết cơi đọt thì hãy nhớ phun xịt rầy xanh định kỳ từ 7 đến 10 ngày một lần để tránh trường hợp lá bị sẹo do rầy chích hút nhé. Đối với các vườn mít giai đoạn nuôi trái, thời gian này nên chủ động phòng trừ nấm khuẩn gây bệnh thối trái, thối cuống và sơ đen bằng giải pháp Aerigon 620 theo cách tưới hoặc phun với liều 1cc trên 1 lít nước nhé. Với các vườn xử lý ra hoa mùa nghịch thì hãy chủ động chặn đọt 2 lần thì mới khả thi, do mưa làm cho cây mít phát triển tốt làm ảnh hưởng đến quá trình tạo mầm. Sắp tới sẽ có những giải pháp tạo mầm bằng lân hai chiều Aerigon 620, hy vọng sẽ được bà con mình áp dụng. Về canh tác cây rau màu thì có phần nhộn nhịp hơn do giá cả hấp dẫn. Thông tin cho biết thì giá đậu bắp và khổ qua được thương lái mua với giá trên 10.000 đồng một ký. Có câu trồng bầu đợi nắng, mướp đắng thì đợi mưa. Mùa mưa thuận lợi cho cây khổ qua phát triển và cũng rất dễ phát sinh sâu bệnh hại. Do đó, việc chủ động phun ngừa là điều cần thiết. Bà con lưu ý là bảo vệ giàn lá chân, không bị nấm khuẩn gây hại, cũng như là phần đọt trước đối tượng bào trĩ nhé. Bà con thân mến, chương trình Thời tiết và Nông vụ nửa cuối tháng 6 năm 2021 xin kết thúc bằng một số lưu ý về nhóm chất điều hòa sinh trưởng Brassinolide. Hiện nay thì Brassinolide được bà con mình ứng dụng rộng rãi trong canh tác. Từ đó có một số đơn vị chạy theo lợi nhuận nên đã lựa chọn những dòng Brassinolide không chất lượng để đóng gói bán cho bà con mình. Và trước hết thì Tú Liêm xin khuyến cáo bà con hãy lựa chọn những đại lý uy tín để mua hàng. Và thiết thực hơn thì ban biên tập chúng tôi đang tổng hợp những thông tin giúp cho bà con có thể phân biệt và lựa chọn những dòng Brassinolide cao cấp nhất hiện nay. Chương trình Thời tiết và Nông vụ nửa cuối tháng 6 xin được khép lại tại đây. Tú Liêm xin chúc cho bà con có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong canh tác. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.